Châu Việt Cường tội cố ý làm chết người có phù hợp. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đến ngày 8 tháng 3 vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến cái chết của chị H, 20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Như báo chí đã đưa tin, theo điều tra ban đầu, trạng sáng 5 tháng 3, sau khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, ca sĩ Châu Việt Cường đón ca sĩ Nam Khang đến căn hộ Phạm Đức Thế, mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sau đó Khang gọi cho bạn gái tên BA tới căn hộ và BA rủ thêm chị H cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp. Đến trạng sáng 5 tháng 3, ca sĩ Nam Khang đã rời đi vì có lịch diễn. Quá trình sử dụng ma túy, Cường bị ảo giác, nghĩ rằng chị H là bà cô tổ. Sau đó, vì sợ hãi, nghĩ bà cô tổ là ma, nên Cường đi lấy tỏi, nhét vào miệng chị H để trừ tà ma. Sau đó, chị H đã ngạt thở, tử vong do miệng bị nhét nhiều tỏi. Ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người. Phân tích về việc cơ quan tố tụng khởi tố vụ án vô ý làm chết người, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, theo Bộ luật hình sự, quy định phạm tội do dùng rượu bia, chất kích thích vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi ghi cổ và nhét tỏi vào miệng nạn nhân khi đang bị ảo giác do sử dụng ma túy đá. Xét theo tính logic pháp luật thì phải xem xét Châu Việt Cường vào tội giết người mới thỏa đáng. Nếu như người thực hiện hành vi bị bệnh mãn tính hoặc hạn chế về khả năng ý thức thì có thể xem về hành vi vô ý chết người. Tuy nhiên, ở đây người thực hiện hành vi hoàn toàn bình thường khi sử dụng ma túy đá đã biết có thể bị kích thích gây ra ảo giác nhưng cố tình đưa mình vào thế bị mất năng lực nhận thức. Do vậy, họ biết cho nhiều tỏi vào trong miệng của người khác sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng người khác và thực hiện đều chủ động được cả hành vi lẫn biết được hậu quả. Luật sư Tuấn Anh giải thích. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Tuấn Anh, giai đoạn bước đầu khi phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội xảy ra, cơ quan điều tra công an phải khởi tố vụ án và xác định người thực hiện hành vi phạm tội để khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thấy rằng tội danh khởi tố ban đầu không thỏa mãn thì có thể thay đổi tội danh. Điều 128 tội vô ý làm chết người. Theo Bộ luật hình sự năm 2015, 1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. 2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.